À, xin chào thầy, em là Đinh Trường Luân, mã sinh viên là 191919192. Thì trong video này em sẽ giải thích về code của khối JavaScript. Trong khối JavaScript này thì mình sẽ có mấy cái file như sau, bao gồm các cái file chính, file CSS chính, file HTML chính và file JavaScript chính. Trong đó mình còn bao gồm hai cái file là circlelib.js và circlelib.css, là hai cái file thực hiện cho việc đóng gói thư viện. Thì đầu tiên về file HTML, thì cái phần mà đây đây, trình bày cho, tại vì nó vướng cái webcam overlay. Mình sẽ có một cái title. Mình sẽ có một cái thể title JavaScript box để hiển thị cái title khi mà mình load cái trang web lên đây. Mình set cái char set là event T8 để nó hiển thị được cái tiếng Việt có dấu. Cái link ref này, site seed này nó sẽ liên kết đến cái file CSS để nó căn chỉnh cho các cái thẻ trong cái khối của mình. Cái link ref shortcut icon này nó để hiển thị cái icon nhỏ khi mà mình load cái trang web của mình lên. Script type này chính là cái khối thư viện, cái file JS mà mình đóng gói thư viện mình load vào trên đầu này, mình sẽ load cho phần head luôn. Thì tiếp theo sẽ là phần body. Body sẽ là phần thiết kế chính cho cái khối này, thì bao gồm một cái thẻ div class là fan, nó là thẻ div màu xanh lớn bao quanh tất cả cái khối bên trong, nhỏ nhỏ bên trong nó. Mình sẽ có một cái nữa là cái div title. Div title chính là cái khối này, thì nó bao gồm một cái thẻ h2 hiển thị smart fan và một cái thẻ img để hiển thị cái hình cái quạt này. Mình sẽ cho cái link cái img vào và thay đổi cái chiều rộng chiều cao của nó cho phù hợp với cái khung. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái hình cái quạt này, mình sẽ để cho nó theo một cái khung có class là fan img. Mình sẽ import một cái img vào. Khác ở trên là mình dùng cái link, thì ở đây mình sẽ dùng cái tên file, do cái file này hai cái file ảnh mình để trong cái thư mục chung với cái source code thì nó sẽ load được. Cái file ảnh này mình chỉ cần điền tên, đúng tên và đúng định dạng của nó thôi. Mình sẽ set class cho nó là fan img để tí mình chỉnh trong cái CSS. Phần chính cho khối này là cái phần cái thẻ div mà có class là lib này. Nó sẽ là cái khối mà mình sử dụng để đóng gói thư viện, thì bao gồm cái vòng tròn này, cái thanh range slider và cái nốt nguồn. Thì mình sẽ có một cái main circle, một cái thẻ thẻ div, đó là cái khung màu xanh bên ngoài đệm bên dưới cái vòng tròn này, nhìn cho nó nổi thôi. Mình sẽ có vẽ một cái circle. Cái circle này mình sẽ vẽ nó một cái khung, để khi tí nữa khi mà mình vẽ cái vòng tròn bên trong này, nó sẽ căn cái kích thước theo cái khung đấy, cũng như là vị trí theo cái khung đấy. Và vị trí của cái khung circle này nó ăn theo cái khung fan bên ngoài này. Mình sẽ có một cái outer. Outer là cái khung tròn màu trắng này, đáng lẽ ra nó hiển thị hết trong này cơ, nhưng mà nó sẽ bị một cái inner che mất một phần, thì nó sẽ tạo được hiệu ứng cái vòng tròn như thế này. Mình sẽ có một cái thẻ number để mình hiển thị các số, cái giá trị mà tốc độ quạt đang quay ở đây. Thì trong cái khung circle mình sẽ có thêm một cái thẻ SVG để mình vẽ cái vòng mà tròn màu gradient này. Mình sẽ set cho nó là 100% để mình lấy cái kích thước chung với cái phần phần outer này. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái màu thay đổi linear gradient. Mình sẽ đặt cho nó là gradient color. Rồi mình sẽ có để cái offset thay đổi 0%, 100%, thì nó sẽ tương ứng với cái màu từ cái, bắt đầu từ cái màu kết thúc mình nhìn thấy ở đây. Cái màu bắt đầu, cái màu kết thúc. Mình sẽ vẽ một cái circle, một cái vòng tròn có tọa độ CX là 80, C 80, và cái bán kính của nó là 22,3%, nó ăn theo cái khung circle bên ngoài. Thì đó là phần về phần HTML của cái circle này. Tiếp theo là cái phần của cái thanh trượt slider này. Thì mình sẽ có một cái khung slider bên ngoài để tí nữa mình chỉnh các cái thuật toán bên trong nó ăn theo kích thước cũng như vị trí của bên ngoài đó. Và mình sẽ có một cái show value. Thì cái show value này nó là cái thằng mà khi mà mình chỉnh
mình cầm mình kéo thì nó sẽ có một cái thẻ nhỏ nhỏ nó hiển thị cái giá trị mình đang kéo bên trên này. Code value nó là cái span, nó cái ký tự bên trong thôi. Input circle này mình gọi đó là cái input kiểu range của HTML. Nhìn bình thường nó không được như vậy, nhưng mà mình đã căn chỉnh lại trong CSS để vẽ nó thành một cái hình trông tương đối đẹp như thế này. Mình sẽ chỉnh giá trị min cho nó là 462, max là 912 và value mặc định là 0. Cái step thay đổi là bằng 1. Tại sao 462 là thì tí nữa sang phần JS mình sẽ giải thích về cái này. Mình sẽ có một thẻ start, thẻ end. Start end là cái giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc mình hiển thị ở đây. Cái phần process này là cái khung, cái màu nền, khi mình kéo cái khung này thì cái màu nền chạy theo thì mình sẽ xử lý cái đó bằng cái process này. Cái phần này thì cũng được xử lý bên JavaScript. Cuối cùng là cái button power này. Button power này thì em sử dụng cái checkbox. Mình sẽ có một cái input tại checkbox và mình sẽ vẽ lại cho nó trong phần CSS để nó được đẹp như thế này. Cái button call quick hay là ion thì nó cũng được thiết lập tương tự như cái button power này. Cuối cùng thì mình sẽ import các cái file JSPro và SQLite vào cuối này để nó nhận cái giá trị sau khi mà đã load trong web xong. Nó sẽ nhận tất cả các thuộc tính bên JavaScript. Thì đó phần HTML, thì tiếp đến là phần CSS. Về CSS thì về cơ bản mình sẽ bao gồm việc là căn chỉnh tọa độ cho các khối trong cái trang web mình hiển thị, rồi về phần căn chỉnh độ rộng, rồi chiều cao của các khối. Độ rộng chiều cao là width và height này. Position thì mình sẽ chọn là absolute để nó ăn theo các cái khối cha bên ngoài. Đây là điều chỉnh vị trí thôi. Border radius là 50% để mình cho cái main circle này, tức là khung xanh bao ngoài này, nó là hình tròn và nó đệm cho khung khung bên trong, nhìn cho nó nổi. Màu nền mình để là màu xanh. Đây. Mình sẽ có một circle với cái width là 310 và height là 315, nó là một cái khung hình vuông. Tuy nhiên là mình không xếp màu nền nên là không hiển thị lên. Nhưng mà nó vẫn có nha. Khi mình xếp position cho nó, mình xếp position cho nó để nó ăn theo, để khi mà tí nữa mình vẽ khung outer và inner ấy, thì nó ăn theo cái position này. Đây, outer và inner đây. Thì outer mình set 2 và width là 50% để nó căn chỉnh gọi là mình lấy kích thước gọi là mình nhìn cho nó tương đối đẹp thôi và cân đối với cái khối của mình. Border radius thì nãy giải thích rồi, padding 20 pixel để căn chỉnh cái khung padding bên ngoài ấy mà. Cái box shadow này thì mình sẽ gọi là cái hiệu ứng đổ bóng cho các cái khối. Thì về cái phần outer này sẽ đổ bóng bên bên ngoài, bên trong. Tuy nhiên là mình đã đè cái này nên hơi khó nhìn. Mình sẽ giải bên khối inner đi. Cái outer là cái bên ngoài. Thì cái màu nền đang để màu trắng thì màu trắng đây. Tại sao mà mình để như vậy? Đáng lẽ nó phải hiển thị hết màu trắng bên trong này chứ, nhưng mà không. Mình sẽ có một cái inner đè lên nó, đè nó. Với width 200%, border radius 50% để nó thành hình tròn. Và cái background color này, background color này chính là hiển thị bên trong này, cái khung. Đó, thì khi đó mình sẽ có được một cái hình tròn nó nằm đè bên trong và tạo thành hiệu ứng khung tròn như thế này. Cái box shadow này chính là cái đổ bóng, thì mình nhìn thấy cái phần khung tròn này nó có đổ bóng màu đen ở đây và màu trắng ở đây, thì cái này nó là phần inset. Inset nó sẽ căn chỉnh theo đổ bóng theo kích thước này, rộng ngang này, rồi phần bên trong bao nhiêu, co lại bao nhiêu, bị cắt bao nhiêu này, và nó đổ theo màu màu này, trên màu đen, nó đổ dưới màu xám xám. Khung cái phần này nó đổ bóng bên ngoài, mình đè rồi mình không nhìn rõ được nó. Ok, tiếp theo là về cái phần stroke dash array và dataset, thì nó sẽ sử dụng để mình điều chỉnh cho cái đổ màu này.
Khi mà mình để dataset và data array trồng nhau như thế này á, thì nó sẽ đổ gọi là đổ bằng không luôn. Thì transition 0,2% tính là cái khi mà mình điều chỉnh này, cái độ nhanh hay chậm của cái vòng tròn này xoay chính là dựa vào cái transition này. Các còn lại thì nói chung là nó cũng gần tương tự như nhau thôi. Vì phần CSS mà nó không có gì để đáng nói cho lắm. Về phần current value là phần hiển thị đây, thì mình có phần hiển thị đây thì nó có một cái là select trừ 50%, tại vì mình để cái vị trí mặc định của left là 50% này, để tí nữa nó thay đổi cái vị trí này, nó tỷ lệ với cái đó. Thì mình có set thêm một cái thuộc tính là scale bằng không, thì khi mà mình không tác động với nó này thì nó sẽ không hiển thị, và khi mình active tức là mình tác động với nó thì tí nữa mình sẽ xử lý cái sự kiện này trong JavaScript, thì nó sẽ là cái scale là 1 thì nó sẽ hiển thị lên. Input time range và input này thì nó input này, nó điều chỉnh cho cái này, còn cái input time range này điều chỉnh cho cả cái khung này, và này là việc vẽ lại cái range slider cho theo ý mình. Phần tiếp theo là phần JavaScript. Thì về JavaScript mình sẽ có việc đầu tiên là mình đã đóng gói thư viện thì mình gọi cái khối thư viện này ra này. Mình sẽ có một cái biến power bằng không để mình kiểm tra cái giá trị này power đã được nhớ này chưa, một cái speed để c bằng 462. 462 tại sao? Tại vì hồi nãy mình đã để cái giá trị shard doc array mặc định là 462, thì tí nữa khi mình điều chỉnh cái data set đang là 462, tí nữa mình sẽ sử dụng cái speed c này để điều chỉnh cái data array, thì khi đó cái khi mà mình điều chỉnh cái thanh range slider này thì cái màu nền nó sẽ đổ theo cái phần trăm đó. Ok, thì tiếp theo đó là một cái get element by id power. Thì mình sẽ lấy cái giá trị, mình sẽ chọn cái đối tượng là node power này, và mình sử dụng cái hàm on click. Thì khi mà mình nhấn vào nó thì nó sẽ kiểm tra là cái nút này, cái checkbox này đã check hay chưa. Nếu check rồi thì nó sẽ thay đổi cái hình này, nó sẽ thay đổi cái hình này thành hình on, và nếu mà chưa check thì nó thay đổi thành hình off, biến power được set lên 1. Stop document. Ở cái dòng code này á, thì khi mà mình để cái giá trị như này, mình tắt rồi, mình bật lại thì nó sẽ tự động về cái vị trí cũ. Thì khi đó cái stock data này á, nó sẽ được set theo cái switch C cuối cùng. Và cái number cũng vậy. Nó sẽ hiển thị lên màn hình console là dòng chữ power on. Ngược lại, khi mà cái nguồn này chưa được bật thì nó sẽ hiển thị cái hình ảnh quạt tắt. Cái power này nó sẽ bằng không. Lộn. Trước data này nó sẽ hiển thị 462, tức là nó sẽ trùng với cái data set, thì khi đó cái màu này nó sẽ không hiển thị. Đó. Number in cũng về 0% luôn. Nó hiển thị trên màn hình console.log cái dòng chữ power off. Thì tiếp theo là mình sẽ có một cái biến number, và mình sẽ có một cái biến speed. À không, cái này là speed. Cái biến number này nó sẽ hiển thị giá trị trên này, và speed này nó sẽ dựa vào cái on mouse move, tức là khi mà mình di chuyển trên này thì nó sẽ cập nhật giá trị của cái range input này. Mình sẽ có một biến speed c để lưu giá trị của cái range input hiện tại. Và nếu mà có nguồn nữa thì khi mà cái chuột này nó di chuyển này, tức là cái thanh này nó được kéo đi này, tức là thanh này nó kéo đi này, thì cái trong 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 cái HTML thì cái biến number này nó sẽ thay đổi là species trừ đi 462 chia cho 45 to fix 1. Thì tại vì cái giá trị mặc định của species hồi nãy mình set là 462, thì khi đó cái giá trị tăng lên này
nó sẽ lớn hơn 162 và mình trừ đi nó. Mình trừ đi nó sau đây mình chia 4.5 để mình lấy cái giá trị theo 100%. Thức fix 1 là mình sẽ hiển thị một cái số thập phân đằng sau. Mình làm tròn đến một số thập phân đằng sau cái giá trị của mình. Và mình hiển thị lên cái màn hình console về cái giá trị mà cái thanh input này nó đang nhận. Mình sẽ có một cái biến là speed on input, thì tức là khi mà cái thằng control này, tức là thằng range slider này, nó thay đổi, cái biến input này nó thay đổi và có nguồn, thì khi đó cái shock data này nó sẽ được set bằng speed c. Thì khi mà có thay đổi và set cái shock data này như vậy thì cái màu nền nó sẽ đổ theo cái việc mà mình kéo cái thanh range slider này. Ok, cuối cùng mình sẽ có một cái cũng điều chỉnh theo control và nó sẽ sử dụng cái event, cái event listener, nó sẽ theo dõi sự kiện của input này, gắn giá trị của input, cái này là lấy giá trị của thằng input này, cũng giống như cái speed c bên trên thôi. Mình sẽ có ba cái là document, current value để mình điều chỉnh cho cái thằng nhỏ nhỏ bên trên này. Thì khi đó mình sẽ thay đổi, miễn khi nào có thay đổi của input thì mình sẽ thay đổi cái text bên trong nó, giống như hồi nãy mình thay đổi cho cái biến number trên này vậy đó. Click add active thì mình hồi nãy mình thấy bên CSS mình điều chỉnh cái scale bằng 0 đúng không? Thì khi mà có thay đổi thì mình sẽ add cái active này lên, tức là cho nó hiển thị lên. Và khi mà mình thả nó ra thì mình sẽ gọi một cái hàm remove active để mình ẩn nó đi. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ có một scilab để mình gọi là mình cho cái thằng current value này, nó chạy theo cái khung con trỏ chuột đang gì này, thì mình sẽ set vị trí của nó theo trục ngang theo cái biến value và mình trừ giá trị cho nó, đồng thời mình chia cho một cái con số, mà cái con số này nó sẽ quyết định là cái thằng này nó chạy theo thằng này nhưng mà chạy theo nhanh hay chậm. Mình set con số khác, có thể là mình kéo ở đây nhưng mà con này đã chạy đến đây rồi, thì ở đấy mình cần lưu ý và mình set trong cái quá trình mình điều khiển cái này thì mình căn làm sao cho nó vừa, cho nó hợp lý. Cuối cùng thì về cái phần đổ màu của cái thanh range slider này thì mình sẽ gọi cái biến process về cái id process là cái id của thằng khung div đang chứa cái màu này. Thì khi đó mình sẽ thay đổi cái độ rộng của cái khung chứa màu nền này theo cái giá trị value. Khi mà có giá trị value cập nhật thì cái màu nền này sẽ được thay đổi độ rộng, và cái tính toán của nó cũng giống như cái switch C bên trên thôi, mình fix bằng 0. Chia này thì nó giống như cái mà mình thay đổi cái cho thằng current value bên trên. Ok, thì đó là toàn bộ về cái phần code JavaScript cũng như là về cái khối JavaScript mà em đã làm. Thì xin cảm ơn thầy đã theo dõi.